giường chưa? Cho vào trong này điều hòa mát để cho đỡ nóng thì bắt đầu gà nôn đấy đấy. Mày đi cái đâu tao hả ha? Im chưa? Ngoan chưa? Ngủ chưa? Ngủ đi. Không. Không. Không ra ngoài. Nào. Tao cho mày ra ngoài kia ngủ cho chết nóng nhá. Không thương nhá. Ôi giả mày chưa chứ đi. Làm sao? Sao mày kết hết như thế? Không ngoan ngoan. Ngoan nhá. Ngoan. Thôi. Đủ đành hành chưa? Mày không được nhường tao à? Hả? Sợ quá đấy. Thôi chưa? Thôi chưa? Thôi chưa? Không xin nhường luôn. Con kia nó hiền đấy kia cơ mà. Hả? Con kia nó ngoan đấy kia cơ mà. Tại sao mày bướng thế? Hả? Tại sao mày bướng thế? Mày ăn gì mày bướng thế? Chiều rất rồi. Hư à? Hư không hư à? Hư à? Thôi chưa? Im mồm chưa? Im mồm. Im mồm đi con. Ngoan nhá, ngủ nhá. Ngủ đi. Ôi thôi rồi, tao xin. Tao xin thế này. Thôi xin hai anh em nhá. Xin rồi cho tao ngủ với.